Thưa quý vị và các bạn, trong tuần thì các địa phương đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Theo đánh giá thì phổ điểm trung bình các môn thi đều thấp hơn so với kỳ thi năm ngoái, đặc biệt là môn lịch sử và tiếng Anh. Theo đó thì điểm trung bình của môn tiếng Anh năm nay trên cả nước là 3,91 điểm. Số thí sinh có điểm dưới trung bình là 637.335 thí sinh, chiếm 78,22%. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3 điểm. Có 732 thí sinh thì có điểm 0. Con số này nói lên điều gì khi mà chúng ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới, nhu cầu về ngoại ngữ sẽ cần thiết hơn bao giờ hết cho những chủ nhân tương lai của đất nước. Liệu ngành giáo dục đã đi đúng hướng trong việc giảng dạy bộ môn này? Cùng bàn luận về câu chuyện này thì chúng tôi mời đến phòng thu trực tiếp hôm nay là nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại. Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Xin chào biên tập viên Thu Huyền. Kính chào các quý vị thính giả VOV. Dạ vâng, và quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này thì có thể gọi điện đến số 0243 934 9483 hoặc là 0243 934 1040 để đặt câu hỏi với vị khách mời của chúng tôi là nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại, hoặc là các bạn có thể góp ý kiến của mình với nội dung này ạ. Vâng, thưa nhà giáo Đặng Đình Đại ạ, ngoài môn sử có phổ điểm thấp thì một môn nữa không kém phần quan trọng cũng có cùng chung cái phổ điểm như vậy, đó là môn tiếng Anh ạ. Hơn 78% điểm số của các thí sinh thì dưới trung bình. Thầy đánh giá như thế nào về mức điểm này ạ? Sự thực thì mấy năm vừa rồi điểm môn tiếng Anh cũng là thấp rồi. Vâng. Nhưng mà năm nay nó là quá thấp. Dạ. Và nếu như so với cái điểm trung bình ở trường của các học sinh ấy, thì ta lại càng thấy là nó bất thường. Yeah. Và cũng năm nay cái số điểm liệt là tăng gấp đôi so với năm 2017, có tới 2.189 điểm liệt. Thì cái này là cái mà nó cũng gây một cái sốc đối với những người dạy học và đối với cả học sinh. Chúng tôi thấy là có thể là nó thấp, nhưng mà thấp đến như thế này thì đúng là thảm họa quá. Wow. Điều đáng nói là môn tiếng Anh thì là một trong những môn gần như là bắt buộc trong các kỳ thi. Thế nhưng mà theo thầy thì nguyên nhân tại sao những năm gần đây thì phổ điểm của bộ môn này lại thấp, rất thấp như thế ạ? Thực ra ấy, thì từ năm 2015 thì cái môn tiếng Anh mới là môn bắt buộc. Yeah. Năm 2016 thì tỷ lệ cũng thảm hại lắm. 88,27% là dưới trung bình và điểm bình quân là 3,48. Năm vừa rồi, năm 2017 thì là 69% và điểm trung bình là 4,46. Như vậy đã nhích lên, và chúng tôi cũng nghĩ rằng là chắc là chiều hướng đi lên. Yeah. Nhưng đến cái kỳ thi năm 2018 thì như bạn vừa nói đấy, vâng, nó lại sụt xuống quá thấp. Thế thì ở đây để tìm hiểu xem nó vì sao thì tôi cũng có trao đổi với lại giáo viên, trao đổi với học sinh, trao đổi với phụ huynh, và bản thân kinh nghiệm của một người đã từng làm quản lý giáo dục hàng mấy chục năm thì tôi cũng thấy như thế này. Cái thứ nhất ấy, là về phía học sinh ấy, yeah, thì ta phải thấy là hầu hết học sinh là đăng ký thi vào đại học các cái khối mà không có tiếng Anh, yeah, không có ngoại ngữ. Chỉ có khoảng 40% là các em thi khối D01 và A01 thì là có ngoại ngữ thôi. Vâng. Cho nên là các em cũng không quan tâm lắm, theo cái kiểu tức là thi gì học nấy. Yeah. Cho nên các em không cần quan tâm đến môn tiếng Anh. Cái thứ hai nữa là tâm lý của các cái học sinh 60% này kìa, là các em chỉ cần đủ điều kiện để đỗ tốt nghiệp thôi. Và các em nghĩ là vượt qua cái điểm liệt nó cũng không phải là khó. Yeah. Theo kinh nghiệm các năm trước. Cái thứ ba nữa là các cái năm trước đây ấy, thì đề thi tiếng Anh là tương đối là dễ chịu và học sinh làm được kết quả rất là khả quan. Vì thế có một cái tâm lý ở cả thầy và trò dạy tiếng Anh là cứ yên tâm, cái thi này nó là để cứu học trò thôi. Thế cho nên là đấy là một cái tâm lý. Thế còn một cái nữa mà tôi thấy cũng nhiều người nói, mà tôi cho là cái của đặc trưng của năm nay, đó là đề thi tương đối là khó so với trình độ học sinh phổ thông bình thường trong cả nước. Và cái khó nó nằm ở đâu? Thì đa số đều, cả giáo viên học sinh đều nói là nó khó về phần từ vựng. Cái phần từ vựng này là nó làm cho học sinh là bí và nhiều câu các em không biết làm gì cả, thì cứ khoanh bừa thôi. Thế thì cái từ vựng nó ở cả từ chất liệu câu hỏi cho đến cả phần đọc hiểu, nó chứa nhiều cái từ mới mà học sinh nó chưa được biết. Cho nên là các em nó cũng có lúng túng. Thì theo tôi nghĩ là cái kết quả này nó cũng phản ánh được cái thực trạng của cái việc học. Nhưng đồng thời là người ra đề, theo tôi nghĩ người ra đề nên chú ý như này, kỳ thi này là 2 trong 1, cho nên một mặt vẫn phải chú ý đến cái việc là cho các em có thể học lực trung bình là ít nhất cũng phải là các em phải vượt qua được cái khung điểm thấp. Thế còn các em nào khá giỏi thì có thể làm được ở cái điểm khá giỏi, nhưng làm như thế này thì nó thấp quá, cái tỷ lệ dưới trung bình phải nói là nó quá là kinh khủng. Vâng. Như vậy là có thể thấy là có rất nhiều các cái nguyên nhân để dẫn đến cái điểm trung bình của môn tiếng Anh tốt nghiệp năm nay thì thấp, nhưng mà các nguyên nhân thì đều cho thấy một cái việc là trong cái thực trạng học cũng như là cách ra đề thi năm nay, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, điểm trung bình của môn tiếng Anh trung học phổ tốt nghiệp năm nay thì rất thấp, và con số này nói lên điều gì? Đây là nội dung chúng tôi đang trao đổi với nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại, và nếu quý vị quan tâm đến nội dung này thì có thể đặt câu hỏi với khách mời của chúng tôi hoặc là góp ý kiến của mình về số điện thoại 0243 934 9483 hoặc là 0243 934 1040 ạ. Vâng ạ, thưa nhà giáo Đặng Đình Đại ạ, trong bối cảnh hội nhập như hiện nay thì ngoại ngữ là một trong những yếu tố quan trọng đối với mỗi người. Thế nhưng mà dường như là cái nền móng cho bộ môn này trong các trường học thì đang có vấn đề. Đó là chuyện học sinh sợ học môn tiếng Anh hay là học một cách chống đối. Vậy theo ông có phải do cái phương thức giáo dục bộ môn này chưa phù hợp không ạ? Tôi thì có quan sát rồi có hỏi, thì tôi thấy là như thế này. Cái quan trọng nhất ấy, là đối với các em mà yếu tiếng Anh ấy, thứ nhất là do cái năng lực bản thân của các em nó yếu về cái năng lực để học ngoại ngữ. Chả tiếng gì, tiếng Anh hay tiếng gì thế thôi, các em ấy thì là sẽ yếu toàn diện. Và cái thứ hai ấy, các thầy cô hay kêu tức là thế này, cái kết quả của cái trung học phổ thông ấy là nó phải bắt nguồn từ trung học cơ sở. Thế nhưng mà cái phần cái chất lượng kỹ năng của cái trung học cơ sở của các em ấy là chưa đảm bảo, cho nên lúc lên đến trung học phổ thông thì hầu như là phải làm lại từ đầu, và như vậy là rất là lãng phí, rất mất thời gian. Đây là tôi nói cái số đông, còn tất nhiên cũng có rất nhiều em là có năng khiếu rồi, các em có thể tự chủ động trong cái việc học ngoại ngữ. Và cái theo tôi nghĩ cái này là cần phải được học nghiêm chỉnh từ lớp 3 để cho các em có được 10 năm để tránh được cái chuyện như bây giờ giáo viên ở trên cứ kêu là học sinh mất gốc, mà các em đã không hiểu gì rồi thì vào trong lớp là các em không thể nào tập trung chú ý được, và các em càng ngồi trong lớp nghe thì càng không hiểu, dẫn đến là sợ, tìm cách là trốn, rồi lại dẫn đến rất nhiều các cái vụ việc khác. Thế rồi giáo viên thì bằng mọi cách là phải cố gắng làm thế nào để nâng lên để cho các em được lên lớp. Và cái điểm ấy là điểm ảo. Mà giáo viên không làm thế thì cũng không được, bởi vì để cho cái bộ môn của mình thấp quá thì chắc là cũng không ổn. Khi mà bình xét danh hiệu thi đua này rồi vân vân thì nó sẽ khó khăn, chứ là giáo viên bằng mọi cách để mà điều chỉnh cho nó hợp lý, và cuối cùng các em vui vẻ lên lớp. Thế rồi cái tốt nghiệp trung học cơ sở thì bây giờ cũng chỉ là xét tốt nghiệp thôi. Các em lại vui vẻ tốt nghiệp. Thi tuyển sinh vào lớp 10 thì những năm trước đây thì đa số là chỉ thi toán với văn. Thế thôi. Thế cho nên là lên trung học phổ thông là các em có một cái bị mất gốc về môn tiếng Anh. Cho nên theo tôi nghĩ là cần phải học nghiêm chỉnh từ lớp 3. Với cái quá trình 10 năm ấy nó sẽ tốt. Cái thứ hai nữa ấy, là có lẽ là cần phải tạo cái động lực học tiếng Anh. Hiện nay cái động lực ấy là gì? Thì cái động lực trước mắt đó là thi gì thì học nấy. Thì ta điều chỉnh cái chính sách thi để mà có được cái động lực cho các em. Và cái thứ hai nữa là thực tế cuộc sống hiện nay rất cần đến cái ngoại ngữ và đặc biệt là cái tiếng Anh để mà đi giao tiếp, giao dịch. Thế thì những cái này nó sẽ tác động tới cái việc học ngoại ngữ của các em. Vâng. Như thầy nói thì có một cái sự lãng phí không đồng đều ở các cấp học phía dưới, đúng không ạ? Và cái đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 thì đã được đầu tư khoảng 9.400 tỷ thì đã đi quá nửa chặng đường. Tuy nhiên là nếu nhìn từ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và thực trạng dạy học tiếng Anh trong trường phổ thông hiện nay thì đề án này thì có vẻ như là đã thất bại ạ. Và nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta chưa áp dụng việc học với hành trong bộ môn này. Thầy có bình luận gì về thực trạng này ạ? Đúng là như vậy. Hiện nay thì cái đề án ngoại ngữ quốc gia nói là nó chả làm cái gì thì không phải đâu. Vâng. Là tôi là nhà quản lý thì thấy rất rõ này, các cái giáo viên tiếng Anh được kiểm tra rồi được bồi dưỡng theo cái chương trình đề án 2020 ấy, thì họ đều nói là có tác dụng tốt, nâng cao được cái năng lực tiếng Anh và đặc biệt là giúp cho họ có thể đổi mới được cái phương pháp dạy học, tiếp cận được với các cái phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại. Thế nhưng mà họ được đào tạo, bồi dưỡng cũng trong một cái thời gian là có hạn, cho nên là nó không kéo được dài. Cho nên là cái đề án này lúc mà triển khai rộng trên cả nước thì là nó chưa được thành công như mong muốn. Vâng ạ. Vâng ạ, và qua số điện thoại của chương trình thì chúng tôi cũng đang nhận được một cuộc gọi của quý vị thính giả. Alo ạ. Dạ, alo. Vâng ạ. Thính giả có thể giới thiệu ngắn gọn về bản thân trước khi đặt câu hỏi hoặc là góp ý với chúng tôi ạ. Dạ vâng, em chào chị, em chào thầy Đại. Em tên là Việt Anh, em ở Biên Hòa. Em có một câu hỏi rất nhỏ rằng lý do tại sao Bộ Giáo dục mình áp dụng là từ lớp 3 đổ lên là học tiếng Anh, đúng không thầy? Đúng ạ. Thế nhưng mà những các cháu ra chỗ em làm nghề, em gặp các cháu gặp mọi người rất nhiều. Nhưng mà thực chất khi áp dụng vào cuộc sống thì gần như cháu nào cũng chẳng phải một cháu đến cháu đi đọc đại học xong rồi cháu ra nghề, cháu học tiếng Anh này, cháu học lâu chưa, của cháu học hơn 15. Thế hỏi là cháu áp dụng cuộc sống vào cái gì để vào tiếng Anh không, thì gần như không có cháu nào áp dụng được vào. Lý do tại sao mà để vậy? Vâng. Thì theo tôi nghĩ là như thế này, bởi vì cái học tiếng Anh ấy, tiếng Anh nó là một sinh ngữ, tức là nó phải được ứng dụng ở trong cuộc sống. Thế nhưng mà học xong rồi, sau đó không được sử dụng thì lập tức là chữ thầy lại giả cho thầy thôi. Và nó không có động lực. Thế như là ví dụ ở các cái vùng núi cao như ở Sapa chẳng hạn, chả cần có cái gì cả. Nhưng mà các em bé tí xíu cũng nói tiếng Anh rất giỏi, rất giỏi. Đấy là vì sao? Vì các em có động lực. Vì đấy là cái nguồn kiếm sống của các em. Theo tôi nghĩ, cái này là tôi sẽ định nói ở trong cái phần cuối của chương trình ạ. Vâng ạ, rõ ràng là cũng giống như chúng ta, thầy giáo, thầy Đại chúng ta vừa mới chia sẻ thì cái việc học là phải đi đôi với hành, đúng không ạ? Chúng ta có học môn gì đi chăng nữa, nếu như mà cái việc thực hành của chúng ta không được thực hiện thì rất khó để mà áp dụng vào cuộc sống cũng như là các cái công việc ạ. Vâng, xin cảm ơn thính giả Việt Anh ở Biên Hòa. Một vấn đề đáng lo ngại nữa đó là cái đội ngũ giáo viên ạ. Chúng ta đã thực sự có một đội ngũ giáo viên đạt chuẩn chưa thưa thầy? Thực ra mà nói đội ngũ giáo viên tiếng Anh ấy là cũng có vấn đề. Tôi được nghe học sinh kêu ca và có cả các học sinh đó là các cháu của tôi ở trong nhà. Tức là ví dụ trường hợp là giáo viên dạy sai này, rồi phát âm không chuẩn này, vân vân. Thế và đến lúc mà Sở Giáo dục, cái Bộ Giáo dục mà tổ chức kiểm tra cái trình độ của giáo viên ấy thì cũng thấy là cái trình độ là chưa đạt chuẩn. Chính vì thế cho nên là mới phải tổ chức các cái lớp bồi dưỡng để cho giáo viên thi lại để cho đạt chuẩn. Cho nên cái này là theo tôi nghĩ nó là cái thực tế. Và cũng đúng thôi, là có những lúc là chúng ta đào tạo nó cấp tập quá và vì vậy đã dẫn tới cái tình trạng này. Nó cách đây độ khoảng hơn 10 năm, khoảng 20 năm, 30 năm gì đó thì có cái chuyện là chuyển đổi giáo viên đang dạy tiếng Nga, đang dạy tiếng Trung để học cấp tốc chuyển sang dạy tiếng Anh. Thì những giáo viên ấy hiện nay là cũng cao tuổi rồi. Thế còn các giáo viên mới hiện nay là có một cái ưu thế là các bạn ấy học phổ thông đã học tiếng Anh rồi sau đó vào đại học lại học tiếng Anh. Thế nhưng mà chất lượng nó cũng chưa thật là như ý, bởi vì các bạn đã học tiếng Anh nó chưa có cái chất lượng từ lúc mà học phổ thông. Sau đó mang cái sai đó vào trong đại học mà không được uốn nắn. Và kết quả lúc ra trường thì cũng thế thôi. khi mà chúng tôi làm cái việc phỏng vấn giáo viên, làm cái việc kiểm tra cái giáo viên thì mới thấy là đây là một cái vấn đề của giáo viên dạy tiếng Anh ở Việt Nam. Dạ vâng. Vâng ạ, có thể thấy là từ phân tích của thầy giáo Đặng Đình Đại thì chúng ta có cả vấn đề về học, vấn đề về dạy, vấn đề về ra cách thi và ngay cả vấn đề thực hành hiện nay nữa. Từ cái thực tế và những cái phân tích vừa rồi ạ, thì theo thầy thì để cái bộ môn tiếng Anh thực sự là đạt chất lượng và hiệu quả thì ngành giáo dục cần phải có những đổi mới như thế nào ạ? Theo tôi nghĩ là cái đổi mới trước hết ấy là vẫn thực hiện tiếp cái chương trình ngoại ngữ. Bây giờ là không còn là 2020 nữa rồi. Vâng. Đó là 2035 thì phải. Và cái này là để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Nhưng mà tôi thì vẫn có một ý như nãy tôi phát biểu đấy, là hiện nay mới chỉ chăm vào cái việc là nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên hiện nay của trường phổ thông, mà quên mất một mảng rất quan trọng, đó là cái đào tạo giáo viên ở trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Vâng. Bởi vì đấy là cái lò để cho ra những cái giáo viên sẽ tiếp cận với cái mới. Thì cái này là cần phải xem như thế nào để cái đó cũng là gốc đấy, đúng không? Vâng, cái đó là gốc, theo tôi đó đấy là gốc. Thế còn cái thứ hai đó là người học, là học sinh, thì tôi nghĩ là học sinh học 10 năm liên tục từ lớp 3 đến lớp 12 mà học liên tục có chất lượng. Cố gắng là làm thế nào để cho các em được tiếp cận với lại cái tiếng Anh nghe nói, chứ không chỉ luyện về từ vựng, về ngữ pháp như là kiểu cũ thì nó sẽ không có chất lượng. Và quan trọng nhất ấy, tôi vẫn nghĩ là làm thế nào để tạo cho các em thấy yêu thích và có cảm hứng khi mà học tiếng Anh. Ở đây lẽ ra phải nói học ngoại ngữ, nhưng mà cái ngoại ngữ hiện nay lớn nhất ở Việt Nam vẫn là tiếng Anh, bởi vì nó có cái cơ hội để giao tiếp với lại thế giới rất lớn. Cái thứ ba mà tôi thấy cũng nhiều người nói, đó là cái cơ sở vật chất của trường học hiện nay còn có các cái hạn chế, không đủ các cái trang thiết bị cần thiết để nâng cao cái việc học, việc dạy ở việc học ngoại ngữ. Cái thứ tư cũng rất quan trọng, nhưng mà cũng tôi thấy là cũng khó khăn, đó là giảm cái số học sinh trong giờ học ngoại ngữ. Một cái giờ học ngoại ngữ chỉ nên tầm ví dụ như là 15-20 em thì còn có hiệu quả, chứ cái lớp nó đông quá rồi cái đối tượng các em mà lại yếu về ngoại ngữ cũng ngồi ở trong ấy thì rất là khó khăn. Cái thứ năm là phải lấy cái điểm tiếng Anh là điểm điều kiện để xét tuyển vào đại học. Ở đây tôi nói điểm điều kiện thôi, tức là để các em lúc lên đại học ấy thì được học tiếng Anh chuyên ngành ở bậc đại học thì nó sẽ tốt hơn. Và cuối cùng là tôi vẫn đề nghị là Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong cái kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng, và nên chia ra là được bao nhiêu điểm IELTS thì là tương đương với bao nhiêu điểm, chứ không nên tất cả đổ đồng là 10 điểm để xét tốt nghiệp như hiện nay thì nó sẽ không kích thích được cái việc học của các em. Dạ vâng ạ. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn nhà giáo ưu tú Đặng Đình Đại đã tham gia chương trình của chúng tôi, và cảm ơn quý vị đã gửi câu hỏi cũng như là góp ý cho chương trình ạ.